xin giới thiệu với mọi người nhé, đó là bộ phôi chăn bằng rửa sét thông minh nha. Một bộ như vậy là nó có hai cái nha, một cái là bên trái, một cái bên phải nha. Đây này, thứ này mở ra dòng bon này đó, thứ xếp là phải dòng ghế này đó, thấy chưa đó. Một bộ như vậy là nó có hai cái nha, một cái là bên trái, một cái bên phải nha. Mọi người có thể mua về tự hòn nha. Những người mà chỉ cần biết hòn sơ sơ thôi, mua về hòn cũng được, rất là đơn giản, rất là dễ luôn. Mọi người thấy không, ở đây là em có trường tính bon này, em có khối tính bon này, trong khi mà gửi hòn cho mọi người á, đúng không, là em sợ là nó sẽ bị lệch cái khối á, cho nên em hòn tính bi này, tính bon này, đây cái này, đây này, đây cái này, đây cái này, đây này, một heo này, một này heo này, bo này, là em hòn tính bon là hết rồi, cho nên là trong quá trình vận chuyển á, cho nó không bị lệch khối, hiểu không? À, cho nên là mọi người khi mà nhận hòn á là không được thối đâu nghe, liên hệ với em sẽ tư vấn cách hòn á. À, và chỉ cần biết hòn thôi là hòn được rồi, chứ không có gì đâu, dễ lắm, dễ như hút ốc luôn á. Mua về hòn là được nè, anh em xét hòn rồi nè, mua xét về hòn ngon qua là được nha. Một bộ như vậy là 900 co bao vận chuyển nha mọi người. Mọi người tranh thủ đặt hòn đi, em có để số của em với phần bình luận á, hoặc là số của em đi nào con, có hai cái, hoặc là mọi người để là số để liên hệ cho em sẽ tư vấn cho mọi người nha anh em. Mọi người một bộ như vậy là hai cái nha. À, có nhiều anh chị vào bình luận hỏi là giá bao nhiêu á, nhưng mà khi mà bên em kiểm tra thì không có số để liên hệ và không tư vấn được á, cho nên mọi người làm ơn để cho em có số lại với phần bình luận, hoặc là em có để số của em với phần bình luận á, mọi người gọi cho em để em tư vấn nha nha. Mọi người follow con của em để mà theo dõi nha. Đây là sản phẩm hoàn thiện nha mọi người, đây là sản phẩm hoàn thiện này, đây em hoàn thiện rồi này đó, gửi cho họ như thế này này, một bộ như vậy là hai cái nha, cái chiều bích tươi hết rồi nha mọi người này.